Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống và hôm nay chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy đến với diễn biến của tập 335 Bắc Tống Phòng Lưu Thật ra trước khi triều đình bọn họ động viên thương nhân Nam Hạ thì đã lục tục Nam Hạ mất rồi. Bọn họ biết nơi có lý kỳ thì nhất định có cơ hội buôn bán, do đó đến để thử vận may. Nếu không có cơ hội thì coi như là ra ngoài du lịch một lần vậy. Nhưng bọn họ vừa mới đến Giang Nam thì đã nghe được tin tức triều đình động viên thương nhân Nam Hạ, làm cho bọn họ mừng như nở hoa. Bọn họ ai ai cũng là người khôn khéo như khỉ, sao lại không nhìn ra cơ hội buôn bán cực lớn ẩn chứ ở Phi Nam chứ? Do Lý Kỳ vừa mới đến, toàn thân mệt mỏi nên không nói gì nhiều với bọn họ, nhưng đã hứa nhất định sẽ tìm thời gian để nói chuyện với bọn họ, lại hàn huyên thêm vài câu, thì hắn liền cáo từ. Đại chủ tiểu chủ, các ngươi đưa thẩm văn đi tham quan khắp nơi đi, lý kỳ thấy thẩm văn không chút mệt mỏi vừa bước vào túi tiên sơn trang thì đã bị vây trong trạng thái vô cùng hưng phấn mỗi khi đi qua một khu phong cảnh cậu luôn nhìn lại với ánh mắt liều luyến vì thế liền dứt khoát bảo đại tiểu trụ đưa cậu đi tham quan khắp nơi thẩm văn vui vẻ nói có thể sao đương nhiên có thể lý kỳ cười gật đầu nói thẩm văn lại nhìn quái kiểu lang quái kiểu lang khẽ gật đầu sau khi được cha mẹ đồng ý thì thẩm văn lập tức rời đi với đại tiểu trụ đi xuyên qua quảng trường thu hết cảnh sắc sơn trang vào trong mắt lớn nhỏ khác nhau lầu các đình viện muôn hình vạn trạng xen lẫn trong quần núi doãn thị không khỏi cảm thán nói nơi này thực sự là đẹp quá quái kiểu lang cười ha ha nói ha 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 vậy ta đưa bà đi tham quan khắp nơi thế này doãn thị không khỏi nhìn sang lý kỳ dù sao thì lý kỳ là chủ nhân của nơi này quái kiểu lang không chịu như vậy nói bà nhìn hắn làm gì chúng ta không phải thuộc hạ của hắn đi thôi lão ta nói xong liền dắt tay doãn thị rời đi lý kỳ vốn dĩ còn định bảo người đi làm hướng dẫn cho bọn họ nhưng ngẫm lại thì thôi hắn tin là quái kiểu lang không thích dẫn theo một cái bóng đèn bên cạnh quái kiểu lang lớn tuổi rồi mới thành thân vô cùng quý trọng tình cảm này bởi vì bọn họ cũng không phải là lần đầu đến đây vì vậy không chọn đi bộ lên núi mà ngồi xe ngựa đến đình viện lưng trường núi đúng rồi điền tờ mộc cao theo ý bây giờ cũng ở trong đình viện chứ lý kỳ cố ý sắp xếp điền tờ mộc ngồi cùng xe ngựa với mình muốn mượn dịp hỏi thăm một số chuyện Điền Thập Mộng lắc đầu nói, không có, thái úy cũng không ở trong đình viện, mà ở trong một trạch viện gần với sân đá cầu. Vậy sao? Lý Kỳ cao mày, hè, kỳ lạ. Cao cầu là người có phẩm vì tại sao lại bỏ qua không ở trong đỉnh viện giữa núi lại chỉ ở một trạch viện bình thường bên dưới chứ? Ồ, ta hiểu rồi. Nhất định là vì sư sư cô nương. Cao cầu là người cẩn thận cỡ nào ông ta sao lại ở cùng dưới một mái hiên với sư sư cô nương chứ? Lại hỏi, vậy thanh chiếu tỷ tỷ sư sư cô nương có còn cả phu nhân nữa vẫn khỏe chứ? Điền thầm mộc nói Như vị lý nương tử vẫn khỏe Chỉ là phu nhân Ông ta muốn nói nhưng lại thôi Trong lòng Lý Kỳ không khỏi nhảy dựng lên nói Phu nhân làm sao? Điền thầm mộc nói Lúc mới đầu năm Phu nhân đột nhiên nhận được thư trong nhà gửi Sau đó liền vội vội vàng vàng hồi kinh rồi Cái gì? Lý Kỳ cao mải nói Đã xảy ra chuyện gì? Điền thầm mộc nói Phu nhân chỉ nói trong nhà có chút chuyện Cụ thể thì ta cũng không rõ Trong nhà có việc Là nào có liên quan đến vương mập xem ra phía kinh thành nhất định đã xảy ra chuyện lớn gì đó lý kỳ nghe thấy thì trầm ngâm nếu là lúc trước thì lý kỳ nhất định sẽ cả kinh thất sắc nhưng những năm gần đây hắn đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn rồi lý kỳ đã không còn là chim non trong quan trường nữa rồi vì vậy sau khi hắn nghe được tin tức này cũng không bộc lộ quá nhiều tâm tư yên tĩnh như nước hơn nữa cũng không mở miệng hỏi thêm nữa bởi vì chuyện này mà ngươi chạy đến hỏi điền thờ mộc thì không khác gì nói vịt với gà Lúc này trước cửa đình viện có hai vị mỹ phụ đang ngồi. Nhìn thấy xa xa có một chiếc xe ngựa đi tới thì có chút giống như hiền thê lương mẫu đang đau cổ mong chờ trượng phu xuất trinh trở về vậy. Hai người này chính là Lý Thanh Chiếu và Lý Sư Sư. À, Thanh Chiếu thì thì, Sư Sư còn được. Lý kỳ thấy các nàng thì lập tức dậy vùng tay đen, lại dục xa phu nhanh lên. Hai nữ cũng phất tay đáp lại. Lát sau, xa ngựa đi đến trước đình viện. Lý kỳ kích động nhảy từ trên xa xuống, chạy lên trước cười hì hì nói thành chiếu tỷ tỷ sư sư cổ đường, không ngờ qua một năm mà hai người càng ngày càng trẻ đẹp mà đi ngược sinh trường trắng trợn nha đang khi nói ánh mắt của hắn thoáng đánh giá hai nữ lý sư sư dĩ nhiên không cần nhiều lời thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không phải chỉ là hư danh hơn nữa là hoàn toàn đầy hết mầm bệnh ra ngoài dường như đang nghênh đón giai đoạn đẹp nhất trong đời nữ nhân từ đầu đến chân đều sáng chói không một chút tỉ vết đủ để khiến cả túy tiên sơn chàng ngàm đạm thất sắc còn Lý Thanh Chiếu, do trước đó mấy năm nàng luôn lang thang vất vưởng, chịu đủ dày vò các mặt, thể xác và tinh thần đều chịu đả kích vô cùng lớn, làm cho nàng vô cùng gầy yếu, thật nhìn yếu đến không thể ra gió được. May mà khí chất của nàng không gì sánh kịp, mỗi một lời nói đều tràn đầy xinh đẹp. Sau đó trải qua một năm điều dưỡng, thân thể nàng cũng khôi phục lại rồi. So với trước đây thì dáng người đầy đặn, sắc mặt hồng nhuận, trâu tròn ngọc sáng, lại phối hợp với khí chất chỉ mình nàng có, thực sự là thủy mị thướt tha. Đúng vậy, một năm vội vã trôi đi nhưng khi đó chia tay nhiều nước mắt trong lòng lý thanh chiếu thoáng cảm khái lý sư sư liếc lý kỳ trắng mắt một cái ngươi không thay đổi chút nào cả ít nhất không giống như một vị tướng quân chiến thắng trở về lại giống như dáng vẻ của một tiểu vô lại ở túy tiên cư trước kia vậy lý thanh chiếu gật đầu cười nói sư sư nói không sai dù gì ngươi cũng là đại quan nhất phẩm có lúc phải chú ý dùng từ chúng ta thì quen rồi nhưng người khác nhìn thấy sẽ chê cười Đối diện với sự trách cứ của hai người trong lòng Lý Kỳ không chỉ không buồn mà ngược lại cảm thấy đặc biệt ấm áp, thở dài nói. trước mặt đi vị, cho dù ta có chú ý dùng từ thế nào đi chăng nữa cũng chỉ bị các vị chê cười mà thôi. Đây là cái gọi là thiếu niên không cố gắng già rồi chịu bi thương. Đều trách ta lúc nhỏ không có đọc sách gì cả. Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư hai mặt nhìn nhau, mỉm cười khanh khách. Lúc này Triều Tinh Yến, Lưu Vân Hy cũng từ xe ngựa đi xuống. Thập nương, Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư lên tiếng chào hỏi Lưu Vân Hy. Lưu Vân Hy hiếm khi gật đầu. Điều này đã chứng minh nàng vô cùng có hào cảm với hai vị họ Lý này. Nhưng sau đó Lý Thanh Chiếu, Lý Sư Sư lại phóng ánh mắt đến trên người Triệu Tinh Yến trong lòng không hẹn mà cùng cảm thán. Nữ tử này thật xinh đẹp mà. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, Triệu Tinh Yến sau đó lại thấp giọng nói. Nàng là con gái của Khanh Quốc Công, Yến Phúc Tông Cờ. Hai nữ vừa nghe thì không khỏi dừng sốt lập tức vội vàng hành lễ. Không dám, không dám. Triệu Tinh Nghiến đáp lễ lại nhưng khôi hài chính là Lý Thanh Chiếu Lý sư sư người ta đều hành lễ của nữ nhân mà Triệu Tinh Nghiến lại trả lễ bằng của nam nhân, đây là hậu di chứng của việc nữ cải trang nam. Lý Kỳ nhìn thấy mà lắc đầu, nhất định là phải nghĩ cách để nàng sửa lại, bằng không đến lúc sinh con thật không biết ai ở trên đây. Lý sư sư dùng ánh mắt hỏi thăm Lý Kỳ tự như đang hỏi ngươi cùng nàng. Lý Kỳ cười trộm hai tiếng coi như là đáp, chúc mừng ngươi lại đoán trúng rồi. Lý sư sư nghĩ thầm người này thật lợi hại, mỗi một vị nữ tử bên người đều là phượng trong loài người triệu tinh yến hoàn toàn là nữ nhân vừa nhìn thì biết là long phượng nhân gian khi chất cao quý bẩm sinh kia căn bản không thể che giấu được chỉ là trước mắt lý sư sư còn chưa biết thật ra lưu vân hy cũng đã là thịt trong chén của lý kỳ rồi lý thanh chiếu dường như cũng đã nhận ra không khỏi cười một tiếng chữ tinh nghiến đỏ ửng mặt nhưng vẫn cứng rắn chống trọi cố gắng tỏ ra mình không bị những chuyện này quấy nhiễu lý kỳ thấy không khí có chút mở ám thì vội vàng nói sang chuyện khác chúng ta vào trong rồi nói đi Bây giờ đình viện to như vậy chỉ có hai người Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu ở. Mấu chốt chính là có một đại mỹ nhân hại nước hại dân như Lý Sư Sư ở đây. Những kẻ đang đồ lãng tử muốn thân mật cũng không có tư cách bước vào đây. Mà những người có tư cách giống như cao cầu thì lại không dám bước vào. Triều Tinh Yến bước vào trong đình viện liền lấy lý do thân thể mệt mỏi mà đến một viện tử phía trong. Nàng độc vai độc lãng đã quen rồi. Dĩ nhiên sẽ không mở chung trong đình viện phía trước với các nàng Lý Thanh Chiếu. Lúc mới bắt đầu, thậm chí nàng còn muốn ở lại trong viện nhỏ mua trước kia. Nhưng Lý Kỳ sống chết không cho, bước nàng bước vào, nàng mới đến đây. Mà Lê Vân Hy phong trần mệt mỏi cũng muốn về tắm rửa một cái trước, thế là cũng trở về phòng. Về phần Lý Kỳ, hắn không chú trọng như vậy. Hơn nữa, hắn nhìn thấy hai Lý trong lòng vô cùng hưng phấn, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Ba người đến bên rào chắn ngồi xuống. Lý Kỳ hít một hơi thật sâu, sảng khoái, cảm thán nói. Ai, vẫn là ở nhà thoải mái nha, Lý Thanh Chiếu cảm kích nói Chính là vì có các người ở đây Chúng ta mới có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn ở đây Lý Sư Sư mỉm cười Hiện giờ ngươi lập được đại công như vậy Hoàn thượng chắc chắn sẽ phong thưởng lớn Thật sự là đáng vui mừng mà Dòng điệu của Lý Thanh Chiếu Chân thành tha thiết nói Đúng vậy, người thực sự là phúc tinh của Đại Tống ta Đại Tống ta lập quốc hơn trăm năm Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Thật không dễ dàng nha Trong lòng ta cảm thấy kiêu ngạo vì người đó Lý Kỷ Đinh Đạc nói, gì mà phúc tinh, ta chỉ là đi du lịch thôi, đánh trận là bọn nhạc phi mà, không quan hệ gì tới ta cả. Còn chuyện phong thường sao? sư sư cô nương, cô nương cho rằng hoàng thượng sẽ thưởng cho ta cái gì đấy. Tiền, ta thật là lười tính toán mà, tóm lại là tuyệt đối đổ dung. Thằng quan phong tước, ta đã là Yến Vân Vương, ngoài trừ tuổi tác ra, ta gần như không có bất cứ không gian nào để thăng cả. Người nói cũng có lý. Lý sư sư cười khổ nói. Lý Thanh Chiếu nói, những thứ này vốn không quan trọng, ngươi kể cho chúng ta nghe chuyện nghe đã gặp được trên đường đi nàng vốn cảm thấy vô cùng hứng thú với những thứ phong thổ nhân tình này hơn nữa nói một cách nghiêm khắc thì đây là lần mở mang bờ cõi đầu tiên của đại tống do đó nàng cực kỳ có hứng thú với những chuyện đã xảy ra trong đó Miễn đi miễn đi lý kỳ lắc đầu ngồi ngoại nói thành chữ thì thì chiến tranh vĩnh viễn tàn khốc nhất nói tới nói lui đều là bi thương ta không phải sợ nói ra các vị sẽ khóc mà là sợ ta nói đến bật khóc nói tóm lại chỉ có ba chữ máu và lệ. Máu và lệ, tuy rằng chỉ có ba chữ nhưng lại nói lên hết tất cả mọi chua sót. Lý Thanh Chiếu nghe thấy thì có chút biến sắc khẽ gật đầu, cũng không miễn cưỡng Lý Kỳ. Lý Kỳ thực sự không muốn nhớ lại tất cả mọi thứ trong chiến tranh, thế là nói sang chuyện khác. Một năm nay hai vị sống thế nào? Cả người chiến đấu anh dũng đẫm máu ở tiền phương, còn chúng ta lại du sơn ngoạn thủy ở đây. Ta thực sự xấu hổ khi mở miệng. Lý Thanh Chiếu lắc đầu lại nói với Lý Sơ Sơ. Sơ Sơ vẫn là mỗi nói đi, thì tỷ không nói thì thôi, Thì nói như vậy ta cũng xấu hổ khi mở miệng rồi. Lý sư sư cười khổ nói. Lý kỳ chật một tiếng nói. Đây gọi là người nào việc nấy. Nhiệm vụ của hai người là hưởng thụ cuộc sống mà. Bằng không thì chúng ta đánh trận làm gì. Dù sao cũng không thể là để các vị trốn ở nhà mà xấu hổ ai ấy. Sau khi hai Lý nghe xong đều nghĩ câu này thật có lý. Thế là Lý sư sư nói. Chúng ta chẳng phải là đi tham quan khắp nơi, thưởng thức phong cảnh giang nam sao. Thực ra cũng không có gì để nói cả. À, có điều, có chuyện này. Người có thể có hứng muốn biết. Lý Kỳ Hiếu kìa nói, chuyện gì? Lý Sư Sư nói, Chuyện này xảy ra khi ngươi vừa đi không bao lâu. Có một vị tài tử đến từ Tô Châu, khi dung ngoạn ở Sơn Trang thì trùng hợp nhìn thấy Tam Nương. Tài tử kia đối với Tam Nương nhất kiến khuynh tâm, thế là liều mạng theo đuổi Tam Nương. Tài tử kia cũng là con nhà quan lại, hơn nữa trong nhà cũng có người buôn bán tơ lụa, bản thân y cũng xuất thân tiến sĩ, thế là thuê một gian trạch viện ở phía dưới, ngày ngày đau khổ chờ đợi Tam Nương ở dưới chân núi khốn kiếp nữ nhân của lão tử mà cũng dám mơ người xong đời rồi trong lòng lý kỳ thầm giận ngoài miệng lại cẩn thận nói vậy phu nhân thì sao lý sư sư đột nhiên mỉm cười kỳ lạ hai tiếng à, không thể nào đâu lão tử khó khăn lắm mới giải được tâm ma của phu nhân sẽ không để cho ai nhanh chân đến trước được nếu thật sự là như vậy lý kỳ thực sự có thể lập tức nhảy từ đây xuống trên đời còn có chuyện nào út nghẹn hơn chuyện này sao hắn biết nữ nhân lý sư sư này hơi khó dụ thế là đưa ánh mắt hỏi thăm sang lý thanh chiếu Lý Thanh Chiếu nói, Ngươi không phải không biết tính cách của Tam Nương, tài tử kia làm như vậy sẽ chỉ khiến cho Tam Nương càng thêm phản cảm thôi. May mà là thế, bằng không, bằng không đã tự tự mình uống chính thanh kiều được rồi. Lý Kỳ nói, cả người có biết địa chỉ của cái tên tài tử dám chó kia không? Lý Thanh Chiếu kinh ngạc nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Kỳ trợn mắt, ờ, à, đương nhiên là đánh ngã rồi. Lý Sư Sư cười khen khách, không cần ngươi đi, đã có thể đánh giúp ngươi rồi. Hả? Đây là người làm việc thiện nào đấy? mau nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ cảm tạ một số tiền lớn. Lý Kỳ nói xong lại sững người ngượng ngùng nói. Không phải là kẻ tranh giành tình cảm đó chứ? Lý Thanh Chiếu cười khúc khích nói. <laughs> Vậy thì cũng không phức tạp như người nghĩ. Lý Sư Sư ngăn Lý Thanh Chiếu đang muốn nói ra chân tướng lại. Lại nói với Lý Kỳ. Người đoán. Dòng điều này hình như từng nghe nha. Lý Kỳ trầm hơn một lát, nói bằng ngữ khí vô cùng kỳ lạ sẽ không phải là bọn cao nhà nội chứ lý thành chiếu nói <laughs> trừ bọn họ ra thì còn có thể là ai <laughs> hảo huynh đệ có nghĩa khí trong lòng lý kỳ cảm động nha suýt chút thì thề là không bao giờ lừa gạt cao giờ hơi nữa luôn miệng nói đánh rất hay tốt nhất là đánh như thế tài tử dám chó đó bán thân bất toại à, ta thật sự muốn nhìn tự coi ai dám nói nửa câu làm tơ lụa thì giỏi lắm sao ngày mai lão tử lật đổ cả nhà ngươi còn muốn thừa dịp bước vào <laughs> nhặt thứ có sẵn sao thật là buồn cười mà lý thanh chiếu hơi trách cứ lườm hắn một cái nói có cầu yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu tài tử kia cũng không sai hơn nữa hành vi của gã vô cùng vừa mức cũng không quấy dày đến tam nương nói thì nói thế nhưng cũng phải tự biết mình nha, trình giật lúc trước lợi hại cơ nào có thể nói là chỉ kém bản nhân nhưng cũng không phải vẫn uổng công đóng cửa sao cũng không xoay mặt vào nước tiểu nữa lý kỳ vẫn là lần đầu tiên phản bác lại lý thanh chiếu lý thanh chiếu nghe hắn nói chuyện thu tục thì buồn bực lắc đầu hôm nay còn có thể vui vẻ mà nói chuyện tiếp sau lý sư sư nói có điều người khoan hại nói lúc đó thực sự là âm mỹ chấn động đó sau khi tài tờ kia bị đánh thì trực tiếp tố cáo ba vị tiểu công tử với nhà môn lý kỳ âm trầm nói âu dương triệt phán quyết thế nào lý sư sư còn chưa nói thì bản thân đã vui vẻ bật cười mấy tiếng thật không dễ gì mới thu lại nụ cười liền nói người có thể đoán sao cũng không đoán được Âu Dương Chi Phủ còn chưa kịp mở miệng thì nhà nội đã nói một câu trực tiếp tuyên cáo kết thúc. <laughs> Chẳng lẽ cao giờ hơi đã tiến hóa thành cao trí thương? Vậy sau này còn có thể chơi đùa được không? Lý Kỳ tò mò nói, câu gì vậy? Lý Sư Sư nói, người ta lên công đường đều vô cùng căng thẳng nhưng mà nhà nội rõ ràng lại vô cùng hưng phấn. Vừa trên công đường thì nói tài tử kia chọc ghẹo nữ nhân của su mật sứ. Tài tử kia vừa nghe thì bị dọa đến mức sao dám tố cáo bọn họ chứ? Sợ bị bọn họ tố cáo ngược lại, khi đó đã ảm đạm rời đi. Âu Dương Chi phủ không nói được một câu nào. <laughs> Hảo huynh đệ, có nghĩa khí. Lý Kỷ lại bật cười ha ha. Lý Thành Chiêu nói, nhưng việc này làm Tam Nương tức chết. Bây giờ dân chúng Hàng Châu đều cho rằng Tam Nương là thế tử của ngươi. Từ đó về sau Tam Nương không làm sao ra khỏi cửa được. Ai, à, biết thì biết thôi, sớm muộn gì ta cũng thực hiện lời biện hộ kinh thiên độc địa của Cao Giả Hơi thôi. Lý Kỷ cười ha hả nói, Hờ, vậy cũng tốt cũng tốt, ít nhất không ai quấy giờ đến phu nhân. Lý sư sư đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, vội nói, ở đúng rồi, người biết chuyện của Tam Nương không? Lý kỳ sửng sốt nói, vừa rồi có nghe điện thoại mộc nói, các vị có biết chuyện gì xảy ra không? Lý sư sư kinh ngạc, ngươi cũng không biết rõ. Lý kỳ lắc đầu, Lý Thanh Chiếu thở dài nói, Tam Nương không nói tỉ mỉ với chúng ta, chỉ nói trong nhà có chút chuyện, sau đó vội vội vàng vàng quay về. Cụ thể là chuyện gì thì bình thường chúng ta tạm thời không biết. Lý Kỳ hơi nhíu mày sau đó nói, các vị cũng đừng quá lo lắng, không có việc gì đâu, Tuy Lý Kỳ vẫn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết tạm thời Triều Giai sẽ không hạ độc thù với Vương Trọng Lăng, chí ít cũng sẽ đợi hắn trở về. Phải biết là hắn vừa lập được đại công, lần này không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật nha. Lý Thành Chiếu, Lý Sư Sư cũng chính vì có Lý Kỳ ở đây mà các nàng mới yên tâm hơn. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vô cùng, vô cùng, vô cùng dâm đãng. Lý Kỳ! Lý Kỳ! Lớn lối. Thanh âm này cực kỳ lớn lối còn lộ ra khi phách khá dở hơi, Câu này do ai nói ra? <laughs> Hảo huynh đệ, ngươi đến rồi. Cả người nói đi, chúng ta xin phép vắng mặt. Hai lý nghe thấy âm thanh này thì vội vàng đứng lên nhanh chóng rời đi. Xem ra uy lực của tên giở hơi này có tăng không có giảm nha. Ánh mắt của Lý Kỳ quét qua bờ mông của hai lý, ai cũng muốn nói chuyện riêng với hai vị đại mỹ nhân, chứ không phải là uống rượu đánh giấm với mấy tên giở hơi. Wow. Đột nhiên vang lên tiếng khóc của con nít. Lý Kỳ ngẩn ra, tình huống gì thế? Cái đám giờ hơi này đang giờ cho quỷ gì đây? Trong lát sau, chỉ thấy một đám người bước vào trong đỉnh viện ngoại trừ ba vị tiểu công tử ra thì còn cứ đám người chu hoa mập mạp và tử phi lý đại ca có nhiều huynh đã trở lại rồi thật là muốn giết tiểu kiều mà ấy hey, câu thoại này có chút quen thuộc nhỉ lý kỳ còn chưa lấy lại tinh thần thì đã nghe cao giờ hơi bật cười to ha hả nói ha <laughs> lý kỳ người còn chưa chết sao trên đầu lý kỳ nhất thời hiện ra ba vạch đen quả nhiên là hào huynh đệ cả ngày đều nghĩ đến sống chết của ta đối diện với cao giờ hơi hắn cũng chỉ có thể tự ăn nổi mình như thế ngước mắt nhìn qua chỉ thấy cao nhân đội mặc một chiếc cá bưng màu lam trên đầu cái hoa đỏ vẫn xinh đẹp như trước, bước chân vẫn như trước, vừa dâm đãng trước sau như một nha. Liên Hư nói, Ê, ừ, xin lỗi, mà này của ta còn phải để lại đưa tăng cho người. Các nhân nội hồn nhưng không thèm để ý, người này thật làm không kiêng kỵ gì, có thể thản nhiên nhận mọi lời nguyền rùa, vung tay lên nói. Việc này ngươi đừng quan tâm, bản nhân nội con cháu đầy sảnh đường, không cần ngươi giúp đỡ. Ngược lại, người đó, rằng có đã nhiều năm như vậy cũng chỉ ép ra được một lý chính hi, nói không chừng đến lúc đó còn phải mượn người của ta đó. <laughs> Khắc tinh mà, thật là tức chết ta mà. Lý Kỳ vừa gặp mặt Cao Nhà Nội thì đã có chút phát điên. Đáng tiếc là đối diện với Cao Nhà Nội, hắn thật sự rõ ràng là thế đơn lực bạc. Lý Kỳ luôn thích lấy nhiều hếp ít, rất khó chấp nhận được sự thật này. Đó chính là tết tấu trọng giận trăm người nha. Hít sâu một hơi, không để ý đến thằng nhãi này, là nói với đám người Chu Hoa. Mập mạp sao các ngươi đều đến đấy? Chu Hoa hà hà nói. <laughs> Chúng ta đến tham gia đại hội thi đấu đá cầu. À, vậy sao? Lý Kỳ cười hỏi. Vậy các ngươi đá thế nào? Ây, vừa mới bị loại rồi. Chu Hoa dung bộ ngực mập vui rơi hớn hở nói. À, Lý Kỳ cảm thấy bản thân có chút cầm nín muốn nói mấy câu an à ủi sao nhưng mà nhìn thấy cái dáng vẻ tươi cười của chu hoa còn vui vẻ hơn cả hắn nữa thì cảm thấy ăn à ủi đối với bọn họ mà nói căn bản là dư thừa mặc dù hồng thiên kiều là tên vô tâm vô phế nhưng chỉ ít gã còn có chút ham hư vinh kéo cái đầu nói việc này thực sự không thể trách chúng ta chỉ là tổ kia thực sự quá ức hiếp người toàn bộ đều là đội mạnh còn có sang nguyệt xã của cái tên chó hoàng mông trà kia căn bản là không đá lại sang nguyệt xã này là quán quân của đại hội thi đô đá cầu lần thứ nhất nhà quan trọng là cầu thủ ngôi sao hàng đầu của sang nguyệt xã là mông sa rất biến thái thân hình tố chất của tiểu tử kia đã vượt qua phạm vi của loài người phòng trừng cũng chỉ có tên biến thái như mã kiều mới có thể thu phục ngã thôi sài thông ho nhẹ một tiếng nói nói rõ trước là việc này không liên quan gì đến ta hồng thiên kiều hư nói Hừ, huy ngược lại rất là thông minh khi đã với sang huyệt xã ngươi còn không dám ra sân nữa sài thông nói lễ kỳ không làm con buôn bán lỗ vốn còn ta thì không làm chuyện mất mặt bốn tiểu công tử chúng ta cùng hưởng vinh nhục ngươi cho rằng ngươi có thể may mắn tránh khỏi sao cao nhà nội tức giận nói cũng biết là như vậy Lý Kỳ gặp mặt chưa nói được hai câu thì bọn họ đã tự mình cãi nhau rồi, buồn bực mà lắc đầu, chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non, hắn trong lòng đầy hiếu kỳ. Đây là tiếng khóc của hai từ nhái vậy. Trong mắt Cao nhà nội đột nhiên sáng lên vội gật đầu nói, à nhà ta nhà ta. Nói xong gã lập tức gọi với ra sau, Tiểu Thiên, màu ạm lên đây, dạ. Chỉ thấy hai vai lục thiên đeo dây, trong lòng ôm một đứa bé tiến lên. Lý Kỳ nhìn thấy mà trong lòng cảm thán, làm kẻ nhàn rỗi bên cạnh cao nhân rồi thật không phải là cuộc sống thoải mái à vẻ mặt cao nhân nội đắc ý ôm lấy đứa trẻ trong tay lục thiên qua ngoài miệng còn nói tiểu nguyệt nhi chào ôm cái thực sự là của nhà ngươi sao lấy kỳ hát to miệng kinh ngạc nói ở à, đương nhiên nha bà nhân nội cần gì phải đi nhìn hài thờ nhà người khác chứ cao nhân nổi bất mãn nói lấy kỳ cười thái úy thật là một gia gia tốt đi ra nhà còn mang theo cháu bên mình nữa cao nhân nội nói cha già cũng không tốt như vậy đây là nữ nhi mà ta mới sinh được hả là sao lấy kỳ hết hồn thầm nghĩ sặc lão tử mới đi bao lâu chưa hả lên nói đây là con của ngươi với anh đương nhiên là tô vân nhá tô vân lý kỳ mờ mịt trừng mắt nói không thể nha tô vân không phải là không thể sinh con sao người có phải làm sai rồi không lý kỳ người đang cố ý gây sự với ta hả à? việc này thì ai lại làm sai chứ cao nhân nội giận đến không đánh một chỗ Ơi, vậy cũng đúng tên này giờ hơi thì giờ hơi không thể làm sai cả chuyện này được lý kỳ nói nhưng ta thật sự nghe được tô vân vì không thể sinh con mới bị chồng trước của nàng bỏ mà phóng con mẹ nó dám chó các nhân nội mắng tầm một câu nói, cho dù không thể sinh con thì sao chứ, chỉ cần bà nhân nội ở đây thì nàng có thể sinh, người tin không? Xong rồi xong rồi, tên này một năm chỉ ít sinh ra được một đứa, e rằng đi du ngoạn cũng không chậm trễ việc sinh nở. Ai, ta làm sao mà đuổi theo gì chứ? Xem ra chỉ có thể bảo mã kiều dạy cho nhi tử nhiều võ công một chút, bằng không sau này đánh nhau thực sự là sẽ chịu thiệt thôi. Lễ kỳ có chút đủ dỗ nói, ai, sự thật đã bày ra trước mắt ta đào dám không tin. Nói xong hắn lại vô cùng buồn bực nói, có điều ta mới ra ngoài bao lâu đâu ngươi liền sinh ra một đứa như vậy ta nhớ trước khi ta đi tôi vẫn còn chưa hoàn toàn chấp nhận ngươi ừ, việc này không khỏi quá khoa trương rồi sài thông thở dài nói lần này coi như là chậm đó đám người hồng thiên kiều đồng loạt gật đầu thiên phú gì bầm nhá lý kỳ còn có thể nói gì chứ không khỏi lại liếc nhìn đứa trẻ cao nhà nội đảm mắt đột nhiên đưa đứa trẻ đến trước mặt lý kỳ đây là nữ nhi bảo bối của ta tên là cao minh nguyệt ta đích thân đặt tên cho nó nghe hay không tên này quá là bình thường lý kỳ trầm giọng nói Nhà nội ngươi tài hoa như vậy, phía sau hẳn là còn ẩn chứa thâm ý rồi. bà nha nội đã nói là trên đời này chỉ có một mình lý kỳ là người hiểu ta nhất mà. hey quá khen quá khen. lý kỳ trợ trắng mắt nói, các nhà nội lại hỏi, ngươi có biết thâm ý trong đó không? lý kỳ không có thời gian mà đoán những thứ này, nói, hey xin lỗi, tại hạ tài thô học thiển, thật sự là không đoán được thâm ý của nhà nội ngài. ơi vậy cũng đúng. nha nội cười ha ha nói, thâm ý phía sau rất lớn nha, hả? xin lắng tai nghe. mẹ nó tên là tô vân nha ơ ờ, ta biết. cái gì Vũ? chính là sau đó mẹ nói tên là tô vân nó tên là cao minh nguyệt vân và nguyệt đầy ý thơ cỡ nào chứ sao ngươi lại ngu như vậy hả ta đã nói rõ ràng như vậy rồi ngươi còn không biết sao xấu hổ à ý thơ <laughs> ta thấy là ẩm ý thì có lý kỳ thực sự muốn đấm chết cái tên nhãi này đây thực sự là rất dễ lý giải mà nhưng vấn đề là trước đó cao nhà nội nói vô cùng có thâm ý do vậy lý kỳ không có lý do gì để giải từ mặt chữ cắn răng nói thật là nhạt nhẽo mà quả nhiên là có thâm ý nha giải thông nói thâm ý gì chứ gã đơn giản chỉ là muốn lấy lòng tô vân thôi đây cũng là kỹ xảo gã hay dùng mà hồng thiên kiều bổ sung đặt tên cho nữ nhi của ca ca hơn phân nửa có liên quan đến mẫu thân nếu là do ca ba bá lấy tên thì mụ cũng phải có dính chút quan hệ hóa ra là như vậy lý kỳ khâm phục nói nhà nội ngươi thực sự không hổ là tình thánh đối mặt với nữ nhân người thực sự đã làm việc cẩn thận mà ta nghĩ lúc đó tô vân nhất định là vô cùng cảm động cao nhân nội ha ha nói <laughs> còn phải nói sao đã ký cái gì lý kỳ nhạch miệng không khỏi ngẫm lại bản thân tên giờ hơi này vừa đến đây thì không khỏi đi tìm nữ nhân ngay cả hai từ cũng nuôi những ta thì hai nữ nhân ở bên cạnh một người thì nắm tay một người thì hôn môi một chút tiến đến triển thực chất cũng không có mà mẹ kiếp xem ra ra mặt ta thực sự là quá mỏng rồi việc này càng nghĩ thì càng giận thua ai cũng được chỉ thua mình cao nhân nội là khiến hắn vô cùng không thoải mái nhưng nói đi thì nói lại cao nhân nội cũng thật là quá trâu mà Quan trọng là thằng nhãi này theo đuổi phụ nữ thật không trừ thủ đoạn nào. Vì nữ nhân mà thường xuyên đâm huynh đệ cũng mấy dao, Tiêu kiều cũng chịu không hết tội rồi. Này 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 Lý Kỳ, ngươi nói nữ nhi của ta có Tuấn không? Tuấn? Lý Kỳ uể oải nói, <laughs> không còn cách nào cả, ta nghệ không bằng người thì chỉ có thể nhìn thằng nhãi này đắc thắng ở đây thôi. Xinh đẹp không? Xinh đẹp. Giống ta không? Tốt nhất là đừng. Cao nhân nội trần mắt nói, vì sao? Giống ngươi còn cứu được sao? Ta đã ta suy nghĩ cho con gái của ngươi nha, Lý Kỳ lừa gạt nói, đây là nữ nhi, ngươi tự mình cải trang thành nữ nhân rồi khơi hương thì biết ý của ta liền. Cao nhân đội ngẫm lại lập tức gật đầu nói, cũng đúng, vẫn là đừng có giống ta, giống nương nó thì được rồi. Ngừng một lát, gã lại nói, vậy có thể làm con dâu ngươi không? Có. Lý Kỳ vừa định gật đầu nói, ngươi nói cái gì? Hứa cho chính hy nha. Ôi, hóa ra làm cả nửa ngày ngươi chạy đến đây là để liên hôn sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, vậy thì miễn đi, ngươi đi tìm tiểu kiểu đi. Hồng Thiên kiểu nói, Hai nhà chúng ta đã sớm chỉ phúc vi hôn rồi. Vậy Sài Thông nha. Sài Thông thở dài, ra môn bất hạnh mà. Các nhân nội cả giật nói, Sài Thông, ngươi nói vậy là có ý gì? Nhi tử của ta lấy nhi nữ của ngươi, nếu là ra môn bất hạnh thì là nhà ta, có quan hệ gì đến xài gia nhà ngươi chứ? Sài Thông tức giận đến thất khiếu chảy máu rồi quay đầu đi, đến cả ruột gan cũng hối hận rồi. Chẳng phải còn có mập mạp sao? Chu Hà 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 nói, hơ hơ hơ. đại ca, ta giống với huynh chỉ có một đứa, cha ta đã tìm người tốt rồi. Thiếu Bạch, Thiếu Bạch không được, Cao nhân nội lắc đầu nói, y cố gắng sinh toàn nhi tử không sinh được một nữ nhi chiếm nhiều tiền nghi nha. Ặc, à, lý kỳ thầm nghĩ, phòng trưng thiếu bạch cũng không chịu liên hôn với ngươi, có một nhạc phụ như ngươi làm con rể còn không điên sao? Cao nhân nội tối sầm mặt nói, lý kỳ, ngươi để trái để vài là có ý gì? Lẽ nào không vừa mắt nữ nhi của ta? Đương nhiên là không phải. Lý kỳ nói cho có lệ, nhưng ta thay đổi tự do yêu đương, hơn nữa nếu chỉ vì phúc vi hôn, việc này đối với con trai rất không tốt, cũng sẽ khiến nó thiếu kinh nghiệm, Nhà nội, ngươi ngẫm mà xem, nếu là một bậc nam nhân, ngay cả theo gái cũng không biết, vậy thì còn có tác dụng gì? Việc này, Sài Thông, bản nhà nội muốn giải trừ chỉ phúc vi hôn của ngươi. sai Thông là người yêu sĩ diện nhất, trước mặt đông đảo quần chúng bị cao nhà nội từ hôn ngay mặt thì quả thật là vô cùng xỉ nhục nha. Sài Thông các bạn không thể chấp nhận, nếu không phải đối diện với cao nhà nội thì ý thể nào cũng xông lên, chém chết cái thằng nhãi này, liền dứt gạo nói, cầu còn không được. Vậy thật sự là mọi người đều vui mà, cao nhân nổi đã quen bị sài thông giết gào từ sớm rồi còn vui tươi hớn hở nói người mặt của sài thông đã phình lên thành màu gan lợn rồi lý kỳ thấy hai huynh đệ bọn họ này làm dùm beng ngược lại bản thân mình trở nên nhàn rỗi ngồi trở lại thầm nghĩ sài thông à nếu ngươi không đập cái thằng nhã này một trận thì ta thực sự sẽ coi thường ngươi đó sài thông nói trong cơn giận dữ nữ nhi của ta cho dù có gà cho ăn mày thì cũng không gà cho nhi tử của ngươi Cao nhân nội ha hà nói, hả nói, thật sao? Ta lại cứ muốn bảo nhi tử của ta theo nữ nhi của ngươi. Ta không tin trên đời này có nữ nhân mà nhi tử của ta không theo đuổi được. Lý Kỳ phụt một tiếng bật cười ra, câu này thật sự là rất ác độc nhỉ? Sai thông vắt điên nói, nếu nhi tử ngươi có thể lấy được nữ nhi của ta thì ta theo họ cao của ngươi. Nữ nhi của ngươi họ cao thì được rồi, ngươi có theo hay không thì liên quan gì đến ta. Đang lúc hai người mắng nhau thì tiểu nguyệt nhi trong lòng cao nhân nội đột nhiên khóc hòa lên, nó vừa khóc thì Giải Thông cũng tỉnh táo lại, thầm nghĩ mình cãi vã cái gì với cái tên ngu xuẩn này thế, tức giận hơn một tiếng đi sang một bên ngồi xuống. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên, nhà nội ta ở đây, mà ôm nó đến cho mẹ nó đi. Cao nhân nội vừa bằng đưa Tiểu Nguyệt Nhi vào tay Lục Thiên. Lý Kỳ nhìn thấy cười mắng nói, <cười> nhà nội, người làm cha thật sự là đồ trách nhiệm nha, nữ nhi vừa khóc thì lập tức đưa cho người ta rồi. Cao nhân nội khẽ nhảy ngồi xổm trên ghế vỗ đùi nói, Lý Kỳ, ngươi chỉ có một đứa con, không đủ kinh nghiệm nha, ta không trách người nói như vậy. Hòa ra lại là ta không đủ kinh nghiệm à? Lý Kỳ buồn bực nói, ta nói người có thể đừng nói chuyện như vậy có được không hả? Ta có lòng tốt dạy ngươi thôi. Các nhân nội lời nói thành khẩn nói, trẻ con mà không khóc thì quả thật vô cùng đáng yêu, ta cũng rất thích. Nhưng mà vừa khóc hòa lên thì không ngừng được, dỗ cũng không dỗ được, thật khiến cho người ta đau đầu mà. Sau này ngươi sinh thêm vài đứa thì sẽ hiểu được nỗi khổ trong đó. Lý Kỳ chỉ có thể nghe, ai bảo hắn nít người không đánh lại đông người chứ? Hư một tiếng nói, ta nói người có thể ngồi ngay ngắn không hả? Ghế này đúng là đừng để ngồi, không phải dùng để ngồi xổm người quản ta ôi được rồi ta sai rồi hồng thiên kiểu bước lên cũng ngồi xổm xuống cả người thật lòng bước hết ta hả lý kỳ nhìn sang bốn tiểu công tử thầm nghĩ có thể vẫn còn phản thế bạch bình thường một chút lập tức đáp ôi mà 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 ngươi đừng ngồi xổm ta sợ là ghế này không chịu nổi đâu đại ca ngươi yên tâm đi ta không thích ngồi xổm chú hâm mập như vậy có thể ngồi thì không đứng có thể nằm thì không ngồi vội vàng tìm chỗ tốt ngồi xuống hồng thiên kiểu hưng vẫn nói lý đại ca lần này huynh xuất trình có gặp chân gì thú vị không mau nói cho bọn đây biết đi đúng vậy đúng vậy chu hòa hứng thú nói lý kỳ tức giận Ai, ở cái nơi chim cũng không thải kia thì có chuyện thú vị gì chứ hồng thiên kiều vội lắc đầu nói lý đại ca cũng không thể nói như vậy chim mà không thải thì bản thân thật sự rất thú vị nha à. lý kỳ đồ mối lạnh ròng ròng tiêu kiều lại biến thái không ít nha khóe mắt của cao nhà nội theo vẻ dâm đãng nói chim không tải thì sao chứ tốt xấu gì cũng là một quốc gia nữ nhân chắc chắn là có lý kỳ cẩn thận nói người nói vậy là có ý gì cao nhà nội xoa hai tay nói ha, ha, mọi người đều là nam nhân người cho rằng ngươi có thể giấu được ai ngươi không thể không mang về cả một số nữ nhân lễ vật ta cũng không cần ngươi chia cho mỗi người chúng ta một người thì là được rồi còn mẹ ngươi Còn lão tử là kẻ buôn người à còn chia cho mỗi người một người nữa lý kỳ tức giận nói lễ vật lão tử đi đánh giặc ngươi đòi ta lễ vật sao ngươi bị điên hả còn nữa ngươi vừa lấy tô vân không lâu người ta còn giúp ngươi sinh nữ nhi sao ngươi lại muốn nữ nhân ta xin người có chút lương tâm có được không các nhà nội u án nhìn lý kỳ nói ngươi cho rằng ta muốn sao chỉ là ngoài ý muốn thôi làm cho ta đã mấy tháng rồi không cần nữ nhân hơn nữa ta cũng muốn nhìn thử dáng vẻ của nữ nhân nam ngô mà thôi người có cần phải nhỏ mọn như vậy không lần trước đánh nước kim cũng không giúp chúng ta dẫn theo mấy nữ nhân về đánh nước kim chúng ta bị nước kim đánh có được không hả lý kỳ cầm nín nói bây giờ ta trân trọng nói cho các ngươi biết không có lý kỳ ngươi thật không có nghĩa khí mà về mặt cao nhân nổi ủy khuất mấy người chúng ta lúc trước vì nữ nhân của ngươi mà làm lớn một trận với ngươi nhưng ngươi lại quên sạch mất chúng ta hồng thiên kiều hưng vân nói Đại ca, Huynh không biết đâu, Huynh vừa đi không lâu thì có một tên điều nhân muốn theo đuổi tần phu nhân đó. Chu Hoa Ai ui một tiếng nói, tiểu kiểu, người nói chuyện kiểu gì thế, bây giờ sao có thể gọi là tần phu nhân, nên gọi là lý phu nhân đi. Ai, mập nạp này thật là đáng yêu, trong lòng lý kỳ không nén được mà lại dừng thẳng hai ngón tay cái. Ờ à, đúng 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 là Lý Phu Nhân Hồng Thiên Kiều tiếp tục nói Nữ nhân của đại ca cũng dám đoạt <laughs> Hay lắm sau khi mấy người chúng ta biết được thì hung hăng tần gã một trận về sau gã còn dám tô cao chúng ta kết quả là ca cao nói một câu trực tiếp bãi đường luôn cao nhân nội vui tươi hớn hở nói hai ta lời hại không lời hại cái gì ngươi là cá mượn oai hùm nhưng cho dù nói sao thì lý kỳ cũng vô cùng hài lòng về chuyện này sắc mặt dịu đi mấy phần nói ta không dối gạt các cưới ta thực sự ngay cả một nữ nhân cũng không mang về tự hỏi trong thiên hạ có nữ nhân nào đâu đẹp được như nữ nhân đại tống chúng ta chứ cao nhân nội hơi một tiếng nói ai à, nhưng đều có tư vị riêng ngươi không thể trong mặt mà bắt hình rong nha Sạc lão tử trong mặt mà bắt hình giống người ngươi thật không hồ là thủ lĩnh đám dâm đắng câu nào cũng đầy triết lý lý kỳ trong lòng đầy bất đắc dĩ sai thông đột nhiên nói vậy cũng không phải châu lý giật vong rồi giữa theo quy củ hẳn là ngươi nên áp giải hoàng thất nam ngô về biện lương việc này lý kỳ đột nhiên tỉnh ngộ ra nhất thời á khẩu không nói được gì cao nhà nội giận tím mặt nói lý kỳ có như ta nhìn lầm ngươi rồi cả hoàng thất to như vậy ngươi lại muốn nuốt trọn Wow, nhà, sao người lại tham làm như thế chứ? Thật là quá quát mà Lý Kỳ đứng phát dậy, giận dữ nói: người có tư cách gì nói ta sắc? Có tin đạo tử liều mạng với ngươi không? Các nhân nội không khoan được nói: đánh thì đánh, thắng thì hoàng hậu Nam Ngô thuộc về ta. Lý Kỳ thật lòng giận quá, bật cười nói: ha hoàng hậu kia đã năm 60 tuổi, ngươi muốn sao? Hả? Cái này hơi lớn một chút. Cao nhân nội nói: vậy thái tử phi, thái tử kia mới năm sáu tuổi, ngươi nói coi. Ai, hoàng thất to như vậy, chắc sẽ không toàn lão phụ nhân năm 60 tuổi chứ? Hồng Thiên Kiều nói, ca ca, người gấp cái gì? lấy lại ca còn ở đây thì những người đó chắc chắn cũng có ở đây. Chúng ta cứ trực tiếp tròn là được. Hay lắm hay lắm, ca nhân nội bật cười dâm đáng gật đầu. Lý Kỳ vội nói, ca người đừng làm bệnh, bằng không đừng trách ta không có tình cảm. Bây giờ ta phùng hoàng mệnh đưa bọn họ đi lên kinh. Về này không phải nói dẫn chơi, là nữa ta sẽ nói với thái úy, ca người tự xử lý đi. Ca nhân nội không vui nói, về này trời biết đất biết, người biết ta biết là được rồi, nói với cha mẹ là chuyện rất bắt mặt ta. À. Sai tông lại xem miệng. Ê, à, người gấp cái quái gì? Người này chắc chắn sẽ ở lại đại tống ta. Ngươi còn sợ không có cơ hội sao? Ê, à, đúng vậy. Trong mắt cao nhân nội lóe sáng, vẫn là sai tâm ngươi hiểu ta. Cốt, ta không quen thân với ngươi. Cao nhân nội không chút phiền não ra sức cười ngây ngô. Mới nói chuyện một lát với mấy tên dở hơi này mà Lý Kỳ liền cảm thấy giống như là đã chạy ngàn dặm vậy. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đứng lên nói. Được rồi, ta đi rằng cả ngày hơi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước đây. Ngày mai chúng ta lại trò chuyện tiếp. Hồng Khí kiểu vội hỏi, làm gì phải đợi đến mai? Tối nay chúng ta đón gió tẩy chân cho đại ca nha. Phải, Lý Kỳ cả giận nói, cút. Chẳng phải do ta bỏ tiền sao? Đó là đương nhiên, thiếu bạch không có ở đây. Nhát nội vợ tiểu kiều không hổ là nhân vật cấp bậc thủy tổ của việc ăn cơm chùa mà. Đêm đó đèn đuốc trong đình viện sáng trưng, trong phòng càng đáo nhiệt cực kỳ. Mấy nữ nhân Lý Sư Sư, Lý Thanh Chiếu, Tô Vân đều đón gió tẩy trần cho Triệu Tuy Nghiến. Lý Vân Hy doãn thì ở trong đại sảnh phía trên. Hơn nữa Lý Kỳ và Quái Kiều Lang với bọn cao nhà đội lại uống rượu đánh giấm ở phía dưới. Năm, mười lăm, tiểu văn, ngươi lại thua rồi, uống vào. Thẩm văn và bọn cao nhà đội tuổi tác tương đương, cho nên đã nhanh chóng hòa nhập được, nhìn thấy đã sắp xưng huynh gọi đệ rồi. Lý Kỳ nhìn thấy mà sốt ruột nha, sợ tiểu tử tiểu văn sẽ bị dạy hư. Tiểu văn, người lớn như vậy rồi mà còn chưa thành thân sao? Cao nhà nội nghe được thẩm văn, đừng nói là hài tử, ngay cả vợ còn chưa có thì không khỏi cảm thấy tò mò. Thẩm văn đỏ bừng cả mặt nói, các ca, ca, huynh có sao? À, nhìn nữ của ta hơn mười đứa rồi. Cao nhân nội đính đạc nói. Quái kiểu la ngồi ở phía trên nghe thấy thì trong mắt lóe lên vẻ ái náy thầm nghĩ là lúc trước ta không đi đến điểm này, ta quyết không để Văn Nhi đi lại con đường của ta được. Thập Văn thấy bọn họ ai ai cũng đã thành là gia lập nghiệp rồi, hơi có chút tự ti nói: ca ca, <laughs> ca huynh thật là lợi hại. Mọi người đều nói như vậy. Cao nhân nội vỗ ngực một cái nói: có điều đây yên tâm. Đợi khi đến biển lương, ca ca dẫn để đến ngành xuân lâu chơi mấy ngày, Chu Hoa ấn bụng vui tươi hớn hở nói, Tiểu Văn, ngành xuân lâu kia rất thú vị. Một đám giờ hơi đều lộ ra nụ cười dâm đãng. Lý Kỳ một tay che mặt, đã biết là sẽ biến thành như vậy mà. Nhỏ giọng nói với Quái Kiều Lang, ta không thân với bọn họ lắm, thật đó. Trong lòng Quái Kiều Lang sao lại không rõ, nhưng lão ta cũng không ngăn cản. Lão ta cho rằng Thẩm Văn nên hiểu biết về thế giới phồn hoa. Cách nghĩ của lão ta luôn không giống với người như thế. Chốc lát sau, cao nhân nội đột nhiên nhảy đến bên cạnh quái kiểu lang, ha ha nói. <laughs> quái ba bá, tiểu chất mời bá một ly. Quái bá bá. Lý kỳ chảy vô hôi lạnh đầm đìa. Quái kiểu lang cười ha ha, nâng chén cùng với cao nhân nội. Sau đó một hơi cạn sạch. Cao nhân nội lại nói, quái ba bá, năm nay bá bao nhiêu tuổi rồi? Quái kiểu lang hiếu kỳ nói, người hỏi cái này làm gì? con <laughs> chỉ muốn hỏi bá bá bao nhiêu tuổi mới sinh ra tiểu văn. Thật ra càng già càng dẻo dai à? Khiến người ta bội phục mà. Về mặt này tiểu chất rất có hứng thú. Bá dạy cho con đi. Phụt, Lý Kỳ làm sao mà nhìn được, phun ngay nước trà ra ngoài. Cái tên giờ hơi này thật là cực phẩm mà, còn mạnh hơn ta nhiều nữa. Quái Kiều Lang cười nói, hờ hờ, được, ngày khác lão phù sẽ dạy người mấy chiều. Oai, lão quái trở nên rộng lượng từ như khi nào vậy? Lão ta không có đối với ta như vậy nha. Lẽ nào cái tên giờ hơi này đã đáng yêu đến mức nam nữ già trẻ đều ăn sạch được? Lý Kỳ nhìn thấy mặt sừng sốt. hoa quái bá bá. Tiểu chất lần đầu tiên nhìn thấy người đã cảm thấy người rất hiền lành. Tiểu chất trong lòng cảm thấy rất vui mừng vì tiểu văn đề đề có thể có một vị tư phụ như là bá. bá đến 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 tiêu chất lại kính người một ly bọn hồng thiên cửu chu hoa đưa mắt ra hiệu một cái về tốt không thể để cam nhân đổi một mình chiếm hết nhà vội vàng nâng chén ngồi xổm bên quái kiểu lăng ai ai cũng cười nịnh nọt khiến người ta cảm thấy kinh sợ quái ba bá chất nhi kính người ờ à, chất nhi kính trước một ly tên này còn ngọt miệng hơn cả tên kia quái kiểu lăng không cư tuyệt đãi cả tư lượng của lão ta vô cùng tốt đương nhiên việc này phải loại trừ trường hợp có mã kiểu lý kỳ nhìn thấy mà nghi hoặc không thôi lão quái lẽ nào thực sự đổi tính rồi Ý nghĩ này chợt lóe ra thì đột nhiên nghe thấy ai ui một tiếng, chỉ thấy cao nhân nổi đột nhiên ôm bụng, gương mặt chớp chớp đỏ bừng lên liên tục nói: à, không được rồi, không được rồi, còn thất lễ không tiếp được trước." Nói xong y liền ôm ông chạy ra bên ngoài. "À, ta cũng không được rồi." Hồng Thiên Kiều theo sát phía sau, lại thấy bọn Chu Hoa Tử Vi ai ai cũng ôm bụng chạy ra ngoài, chỉ có mình Sài Thơm ngồi trong góc ra vẻ tinh tướng là không có chuyện gì. Gương mặt quái kiểu la mang theo nét cười nâng chén nói với Tử Quỷ: à, Tử Quỷ, hai kẻ thù chúng ta uống một ly." Tiểu quỷ vừa nhấc chén lên thì đã thu lại nói, người sẽ không hòa độc thù với ta chứ. Người có thể không uống, ta kính người trước một ly. Quái kiểu lăng cười ha ha một hơi cạn sạch. Vốn dĩ tiểu quỷ chỉ thuận miệng nói ra, nhưng nghe thấy quái kiểu lăng nói như vậy thì lão thật sự có chút do dự. Không thể nói lão đầu này thật là quá giàu hoạt mà. Hóa ra tất cả mọi thứ vừa rồi đều là ảo giác. Lấy kỳ lau mồ hôi lạnh, vừa nâng chung trà lên thì lập tức đặt chung trà xuống thẩm nghĩ. Sau này nên cố gắng bớt ngồi ăn cơm cùng bàn với cái lão quái vật này thì hơn. Thật là quá tra tấn mà. Phù. Cao nhân nội thở phi phi phò phò trở lại trước cửa, nhưng còn chưa thuận lời thở ra thì đều ôm bụng chạy như điên. Lần này chỉ trách bọn họ không hiểu quái kiểu lang rồi, nếu ai không tốt lại cứ khăng khăng chọc vào quái vật này thì thật sự là tự mình chuốc khổ mà. Thẩm Văn dĩ nhiên biết đây là kiệt tác của phụ thân cậu, nhưng tính cách cậu giống Doãn Thị, bọn cao nhân nội vừa đi thì một mình cậu ngồi ngốc ở đấy cũng khá nhảm chán, thế là lén lén lút lút ra ngoài cho bọn cao nhân nội giải dược. Lần này mới khiến bọn cao nhân nội không đến mức phải ở lại qua đêm ở trong phòng xí. Mấy người cao nhân nội không biết nổi tình, Thấy y thuật của Thẩm Văn lợi hại như vậy thì trong lòng càng vui mừng, y cảm thấy trong đội ngũ của bọn họ thiếu một nhân tài như Thẩm Văn, sau này đánh nhau càng thoải mái hơn, dù sao thì cũng có thần ni ở đây, lập tức tính cả Thẩm Văn vào trong tổ chức của bọn họ. Lý kỷ biết tính cách của Cam Nhà Nội, nếu để bọn họ tiếp tục ở đây nữa thì không chừng lát nữa lại phải đi nhà xí, thế là bảo người sắp xếp một bàn ở phía dưới cho bọn họ, để mấy người bọn họ âm mỹ ở đó đi. Thiếu những tiên dở hơi này thì không phòng cũng thiếu đi rất nhiều niềm vui, nhưng bọn quái kiểu lang đều không thích nơi ồn ào, mấy lão đại gia uống rượu cũng không nói nhiều tính cách giải thông cũng khá cao ngạo y và quái kiều lang ngược lại thực sự có cảm giác có mùi giống nhau khiến cho giải thông không đến uống với bọn cao nhà nội mà ở lại đây uống rượu với bọn quái kiều lang đương nhiên uống đến lúc sau thì vẫn là mã kiều lấy một địch nhiều quái kiều lang vẫn không tin tà hôm nay không thể không uống cùng đến với cả mã kiều dù sao thì ở dẫn thì không có ở đây lão ta cũng rất là thoải mái uống kẻ đầu tiên bỏ mình chính là từ quỷ tiểu lượng của lão ta thực sự là không thể cứu được Tiếp đó Sài Thông cũng không chống đỡ nổi gục xuống. Sau khi hai người họ ngã xuống thì chỉ còn lại một mình quái kiểu lang Nếu có bọn nhạc phi nghiêu cào đây thì còn có thể cố gắng liều. Mã Kiều nhấc bình rượu, dùng ánh mắt vô cùng thương hại nhìn Quái Kiều Lang, giống như đang nói, lão còn muốn tiếp tục không? Quái Kiều Lang thấy Mã Kiều chẳng quá chỉ hơi đỏ mặt, nhưng càng uống càng có tinh thần. Nếu uống thêm bò này, thì phòng trưng lão ta không khác biệt lắm. Lần này hoàn toàn hồi phục rồi, nhận thua vô cùng dứt khoát. Sau ba tuần rượu thì Lý Kỳ bảo người đỡ hết ba con ma men này về, mà các nàng Lý Thanh Chiếu đã kết thúc từ sớm rồi, Doãn thì cũng nửa ôm nửa đỡ có kiểu lăng rời đi. Về phần bọn cao nhân hội thì không tới canh bốn, phòng trưng rất khó để kết thúc. Lý Kỳ cũng lười đi coi bọn họ, chỉ bảo người trông chừng bọn họ đừng để bọn họ uống rượu đến phát điên, là một đến khách nhân trong túy tiên sân trang là được rồi. Phù. Sau khi tiến bọn họ đi, Lý Kỳ ra ngoài duỗi thân mấy cái. Tuy hắn không có uống rượu, nhưng đã bị mùi rượu trong này hút đến sắp say rồi. Gió lạnh quét qua mặt khiến hắn thấy tỉnh táo hơn mấy phần, Ôi, xem ra là ta tới muộn nha. Chợt nghe sau lưng có người nói, Lý Kỳ quay đầu lại nhìn vội vàng tiến lên chắp tay nói. Lý Kỳ bài kiến Thái úy. Người đến chính là Cao Cầu. Bởi vì đại hội thi đấu đá cầu đang tiến hành hừng hực khí thế, cầu ca làm hội trưởng liên minh đá cầu, dĩ nhiên là vô cùng bận rộn. Hơn nữa đây là lần đầu tiên tổ chức ở Hàng Châu, ông ta cũng không muốn có bất kỳ sơ sót gì. Vì vậy mấy ngày nay, mỗi ngày ông ta đều bận đến đêm khuya. Khoan hãy nói, chứ cầu ca vô cùng hưởng thụ cái cuộc sống này. Thực ra khi ông ta nắm quyền to trong tay, gần như không quan tâm đến Tam Nha. Cái ông ta quan tâm là các hoạt động thể dục. Phải biết rằng Tống Huy Tông cũng là một người yêu thích thể thao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tống Huy Tông vẫn luôn coi trọng cao cầu. Cũng tức là việc mà bây giờ ông ta làm không khác với trước đây. Hơn nữa còn có thể khiến ông ta càng thêm danh chính ngôn thuận. Thật sự có thể nói là tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Thật ra lấy địa vị bây giờ của Lý Kỳ thì cho dù các bảo cao cầu hành lễ với hắn cũng chưa hẳn không thể, nhưng lý kỳ cũng vô cùng biết tạ ân cho dù trong lịch sử cao cầu là người như thế nào nhưng bây giờ bọn cao cầu thái kinh đều có ân đối với hắn lý kỳ luôn ghi nhớ điều này trong lòng cho nên mỗi lần nhìn thấy cao cầu hay thái kinh đều coi mình là vạn bối đây cũng là điểm mà cao cầu thưởng thức lý kỳ nhất bởi vì ông ta cũng là một người vô cùng biết tạ ân lúc trước môn nhân tô thức như thuật chạy qua đường chỉ có duy nhất ông ta càng thâm chăm sóc cho môn nhân của tô thức giúp đỡ rất nhiều liên cơi gật đầu nói thật xin lỗi buổi chiều ta biết ngươi quay về rồi vốn muốn sang thăm nhưng vừa lúc lại xảy ra chút chuyện kết quả đã đến bây giờ lễ kỳ cười nói không dám không dám ta nên là đi bái phòng thái úy mới đúng người đừng nói như vậy trên đời này người có thể đứng ngay bái phòng thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay ta không muốn giảm thọ Các cầu cười ha hả nói <laughs> bọn khang nhi đều đã về rồi lễ kỳ nói không có mấy người bọn họ đang uống ở phía sau Ôi, mấy tên tiểu tử này khi nào mới có thể trưởng thành đây các cầu thở dài lắc đầu một tiếng trưởng thành thì có gì tốt chứ càng phiền não lễ kỳ vươn tay nói thái úy Mời vào trong, mời. Hai người không đi vào sảnh đường. Dù sao thì mùi rượu bên trong còn chưa bay hết, mà đến phòng bên ngồi xuống. Lý Kỳ lại bảo người mang chút rượu thịt và một lò than nhỏ đến. Cao cầu uống một ngụm rượu làm ấm mình. Hà hà nói, hà <laughs> hà, Lý Kỳ, hoàng đế nào mà có được thần tử như ngươi thì thật sự là nửa họa nửa phúc nhỉ Lý Kỳ tò mò. Cớ gì thái úy nói thế? Chỗ tốt thì ta không cần nói. Còn về chỗ xấu Ngươi còn trẻ như vậy mà đã là Yến Vân Vương, hơn xa Vương Phủ lúc trước. Bây giờ lại được lập công lớn như vậy, Hoàng thượng nữa không thể phong thưởng gì nữa. Ta nghĩ lúc này Hoàng thượng nhất định đang phiền vì chuyện này. Cao cầu ha hả nói. Lý kỳ cười khổ. <cười> Thái úy quá lời rồi, thật ra ta làm rất ít, đều là công lao của bọn nhạc phi. Cho dù là Yến Vân Vương thì ta cũng thấy hổ thẹn mà, coi như là chi trả trước rồi. Cao cầu, cầu cầm chén rượu nói. Lý kỳ à, ta thưởng thức ngươi điểm này. Không kiêu không ngạo, lòng tham thì ai cũng có, không có gì đáng trách phàm là việc gì cũng có mức độ giống như là uống rượu vậy uống nhiều thì sai thôi đây tuyệt đối là lời nói tận đáy lòng của cầu ca bởi vì ông ta luôn làm như vậy lúc ông ta nên nổi bật ông ta quyết không nhường ngay lúc ông ta không nên nổi bật ông ta quyết sẽ không cần đây cũng là nguyên nhân mà ông ta sống cho tới bây giờ lý kỳ khiêm tốn gật đầu nhận lấy lời thầy quý giải bảo lý kỳ khắc ghi trong tâm khảm cao cầu khoa tay nói người đã làm rất tốt rồi lý kỳ lại hỏi không biết sức khỏe thái sư có tốt không rất tốt Cao cầu nói, sau khi ngươi đi, ông ta thường hay nói ông ta có thể sống đến bây giờ toàn là công lao của ngươi. Lý Kỳ lắc đầu cười nói, vậy cũng phải do thái sư tự giác nha, có một số việc không phải ta có thể làm được, quan trọng chính là bản thân ông ấy. Cao cầu ha hả nói, hơ, hơ, còn nhớ lúc trước khi ngươi còn là một đầu bếp nhỏ thì đã dám khoa chân muối tay với thái sư rồi, ta đã đổ không ít mồ hôi thay cho ngươi, thái sư đều bị ngươi bước cả mà. Nhớ lại dáng vẻ thái kinh bị hắn trọng dần đến phát điên lúc trước, Lý Kỳ cũng bật cười ha ha, một lúc sau hắn thu lại nụ cười nói, thái úy có chuyện ta muốn hỏi thăm ngài cao cầu sừng sốt nói người nói chuyện của vương gia lý kỳ gật đầu cao cầu thở dài nói Hơi, lần này coi như vương trọng lăng gặp nạn lý kỳ cao mày nghiêm trọng như vậy cao cầu gật đầu không thể nha nếu làm lớn như vậy ta không thể nào không nhận được chút phong thanh nào lý kỳ kinh ngạc nói cao cầu nói tiếp đó là vì hoàng đế đè việc này xuống chỉ có một số đại thần trong triều biết ta cũng biết được từ trong miệng thái sư Đúng là ngươi hỏi ta mới nói. Nếu đổi lại là người khác thì ta không dám huyên thuyền nói bậy. Xem ra việc này thật sự là không nhỏ nha. Sắc mặt của Lý Kỳ ngưng trọng nói. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Cao cầu vút trầm dâu mới nói. Năm nay trấn hưng nguyên niên. Hoàng thượng hy vọng năm mới không khi mới. Do vậy quyết định sắp xếp ân khoa đầu tiên sau khi y kế vị vào đầu năm nay. Hy vọng có thể mượn dịp này mà chiêu nạp hiện tại cho triều đình. Ân khoa đầu tiên này hoàng thượng vô cùng quan trọng, thậm chí còn đích thần sắp xếp tất cả đồng thời còn thêm vào môn tính toán trong ân khoa nữa. Lý Kỳ gần đầu nói, về chuyện thêm vào môn số học trong khoa thi thì ta đã thương lượng xong với Hoàng thượng từ sớm rồi. Cao Cầu tiếp tục nói, tính toán tuy rằng đã có từ thời cổ, nhưng sau này người lại phát minh ra cái phương pháp tính toán mới, cho nên cũng có thể coi là một môn mới. Nhìn chung trong chiều, ngoài trừ người ra thì chỉ có Vương Trọng Lăng là quen thuộc nhất thôi. Hơn nữa Vương Trọng Lăng vốn là hữu tướng, thế là Hoàng thượng liền để ông ta làm quan chủ khảo lần này, mà lúc trước khi phủ đại danh bị quân kim phá hoại hoàng thượng vì muốn trấn hưng phủ đại danh lần nữa thế nên không sắp xếp ân khoa lần này ở đông kinh miện lương mà sắp xếp ở phủ đại danh trình dĩ phu làm phó chủ khảo lý kỷ như thoáng suy nghĩ nói ân khoa luôn là thứ hoàng đế dùng để thu phục lòng người mà lần này lại là ân khoa đầu tiên sau khi hoàng thượng kế vị nếu vương thúc thúc và trình dĩ phu có thể làm tốt ân khoa này thì hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng thật nhiều cao cầu cười nói phạm làm việc gì đều có hai mặt nếu làm hư thì hoàng thượng nhất định nổi trận lôi đình lý kỷ nói Nói như vậy thì bạn Vương Thúc đã làm hỏng khoa thi lần này rồi sao? Còn không xong hơn cả trong tưởng tượng của người nữa. Cao cầu ho nhẹ một tiếng. Tuy rằng lúc trước dưới đề nghị của thất nương, khoa thi thay đổi chế độ toàn diện, đặc biệt là có sự hàn địch cực lớn về mặt danh ngạch tiến sĩ. Nhưng bây giờ triều đình thiếu hụt nhân tài, hơn nữa khi đó Việt Nam không gần truyền đến tin chiến thắng. Gần như là đã dễ như trả bàn tay cho làm ngộ vào đại lý, như vậy thì càng cần bổ sung thêm nhiều quan viên. do vậy Hoàng Dương đặc biệt phê duyệt 100 danh ngạch, nhiều như vậy Thật ra từ khi triều Tân Lập Quốc đến nay thì đã coi như là lần ít nhất rồi. Theo ta biết vốn dĩ hoàng thượng chỉ phê chuẩn 50 danh ngạch, thực là bắt đầu hoàng thượng kế vị đã cho nhiều quan viên về hưu, có một khoảng thời gian đã đạt đến mức không ai để dùng, do vậy mới tăng lên 100 danh ngạch. Cao Cầu tiếp tục nói, vì thế hoàng thượng đã chuẩn bị đủ trước đó, hy vọng người có tài trong thiên hạ có thể vào kinh dự thi. Đền đáp triều đình, bởi vì hai năm trước đại tống ta luôn bị vây trong chính hỏa đã bứt bỏ khoa thi tròn vẹn hai năm rồi, cho nên sứ tử trong thiên hạ đều vô cùng coi trọng ân khoa lần này, thí sinh các nơi đều đến phủ đại danh ta và thái sư từng đến phủ đại danh xem qua thi lần này có thể nói là rầm rộ lý Kỳ nói dường như tất cả đều tiến hành vô cùng thuận lợi cao Cầu nói trước ân khoa đều vô cùng thuận lợi cho đến khi sau khi dán bản vàng thì đột nhiên có người cáo ngự trạng nói vương trọng lăng lấy công làm tư kết bè kết cánh không thể nào lý kỳ vừa nghe cao cầu nói vương trọng lăng mượn công làm tư thì lắc đầu liên tục sao có thể chứ vương thúc thúc nổi tiếng cẩn thận dè dặt hơn nữa thúc ấy cũng không phải là chim non sao lại không hiểu được ân quan lần này ý vị đến như thế nào kẻ ngốc cũng không đồng tay động chân trong đó cao cầu lại lơ đễnh cười nói trong thế giới triều chính này thì bất cứ việc gì đều có thể xảy ra lý kỳ nghe ra cao cầu còn có hàm ý khác vội hỏi thay ý trong này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cao cầu nói người tố cáo chính là lý cường là ông ta lý kỳ cao mày ta có như hiểu rõ về tên lý cường này nếu như không có chứng cứ thì ông ta tuyệt đối sẽ không mở miệng đừng nói là lý cương, bất kỳ ai nếu không có chứng cứ cũng không dám ngâm cuồng mở miệng cao cầu cười một tiếng nói khi đó hoàng thượng đang vui mừng ngươi đột nhiên đứng ra nghi ngờ kết quả ăn khoa người đây chẳng phải là cố ý chọc hoàng thượng khó chịu sao lý cương đứng ra có thể nói là lá gan ông ta rất lớn lý kỳ cao mày chẳng lẽ trong tay ông ta thật sự là có chứng cứ cao cầu gật đầu lúc đó lý cương xin lấy bài thi của 10 tiến sĩ đứng đầu ra điều tra kết quả thật sự để ông ta tìm được đầu mối ngươi thật ra hẳn ra cũng nghĩ mấu chất của khoa thi năm chính là môn thi mới toán thuật nhất lý kỳ khẽ gật đầu đó là đương nhiên toán thật vừa mới nổi lên không lâu đa số sĩ tử đều là nước tới chân mới nhảy không giống những môn khác mọi người đều đang nghiên cứu thấu triệt cho nên bọn họ có thể cá chép vượt vũ môn thì phải coi là điểm toán thật nhưng do tình hình của mọi người đều như nhau cũng coi như là công bằng sự thật cũng chính là như vậy 10 tiến sĩ đứng đầu đều có điểm toán thuật cao kéo giãn khoảng cách với những thí sinh khác bằng môn này do vậy có thể đề tên trên bảng bàng lý cương cũng đưa ra nghi vấn về chuyện này lý kỷ nhướng mày kiếm lên nói ở trên đời này luôn có một vài thiên tài đây không thể xem là chứng cứ bưng thúc thúc lấy công làm tư được cái này đương nhiên là không thể cao cầu lắc đầu chuyển đề tài nói có điều lý cương lấy đâu làm cớ yêu cầu để 10 tiến sĩ đứng đầu nhập điện kiểm tra một lần nữa vàng thật thì không sợ lửa có gian dối hay không thì khảo nghiệm liền biết hoàng thượng vì muốn công bằng cho nên đồng ý với thỉnh cầu của lý cương đồng thời đích thân ra đề khảo thí 10 tiến sĩ kia lý kỳ liếc nhìn cầu cao nói xem ra bọn họ đều không đáp ứng cao cầu nói nội dung hoàng tượng ra tuy không phải là nội dung trong bài thi nhưng ít nhiều cũng dính dáng đôi chút cũng không có hơn nhiều lắm nhưng 10 tiến sĩ kia tổng cộng chỉ đáp đúng có hai ba đề mà thôi lần này thì hỏng bét lý kỳ vút chán đau đầu nói cao cầu thở dài nghe nói khi đó hoàng thượng long nhan đại nộ suýt chút là nhốt toàn bộ 10 tiến sĩ này vào thiên lao lý kỳ nghi ngờ nhưng việc này nhiều nhất chỉ có thể chứng minh 10 tiến sĩ này gian dối hoàn toàn không thể chứng minh vương thúc thúc lấy công làm tư người đường gấp nghe ta nói hết đã cao cầu tiếp tục nói 10 tiến sĩ kia vừa vào đại điện vốn dĩ vô cùng căng thẳng là nhìn thấy long nhan đại nộ bọn họ vô cùng sợ hãi Hoàng thượng hơi hỏi ép thì bọn họ cung khai toàn bộ rồi. Hóa ra luôn có một người âm thầm giúp đỡ bọn họ vào kinh dự thi. Không chỉ như vậy mà trong thời gian này còn thường đưa ra một vài đề thi để bọn họ luyện tập. Hơn nữa nội dung trên đề thi môn toán thuật lần này đều nằm trong đó. Do vậy bọn họ mới có thể được có được điểm cao. Mà Vương Trọng Lăng làm quan chủ khảo lại là người ra đề môn toán thuật, dĩ nhiên là không khỏi thoát ra khỏi quan hệ được rồi. Lý Kỳ cao mày nói, vậy Vương thúc thúc có thừa nhận không? Không. Cao cầu nói, Lúc đó Vương Trọng Lăng một bậc phủ nhận, mà 10 tiến sĩ kia cũng không biết về người giúp đỡ bọn họ, có điều đề thi bị lộ, Vương Trọng Lăng không thể đổ trách nhiệm, thế nhưng đây chỉ là bắt đầu, hoàng thượng trong lúc tức giận đã giao cho đám người Lý Cường tra rõ việc này, nhưng kết quả nghi đoán thế nào? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tính? Lý Kỳ suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu, ta không đoán ra. Cao Cầu nói, qua sự điều tra của Lý Cường thì tuy không tìm được người thần bí trong miệng 10 tiến sĩ kia, nhưng lại phát hiện 10 tiến sĩ kia có một điểm giống nhau, chính là bọn họ đều là hậu nhân của môn sinh Bạch Thế Trung. Cái gì? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 335 của Bác Tống Phòng Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 336.